Chào mừng quý vị đến với chương trình Góc khuất cùng với Chelsea. Hôm nay Chelsea có mời được một vị khách mời đến với chúng ta và chúng ta chia sẻ. Thì quý vị cũng biết rồi là vừa rồi Chelsea có nói về những hội đoàn giống như hội đoàn thiếu nhi hay là hội đoàn những cái scout. Nhưng hôm nay chúng ta có một cái hội đoàn, mình không biết là phải cái hội đoàn hay không, nhưng mà một cái tổ chức nó rất là đặc biệt. Và Chelsea rất là cảm ơn anh John đã đến với chương trình. Và em mời anh gửi lời đến quý vị khán giả. Chào quý vị, tôi là John Giang Nguyễn. Hôm nay mình sẽ nói về Sea Cadet, tuy nhiên là thiếu sinh quân Hải quân Hoa Kỳ, do Bộ Hải quân Hoa Kỳ thành lập năm 1950 mấy, trên 60 năm nay rồi. Dạ, cảm ơn anh John. Thì đó là quý vị cũng biết nghe đến thì nhưng mình nói là cái này của thiếu nhi hoa quân là những hội những cái mình nói là giống như boot camp là những cái gì mà của nó giống như hướng đạo đó em, hướng nhưng đạo mà là luôn. của lính hành quân. Dạ thì nó khác hơn nó Khác nhau cái cách hướng dẫn thôi, cũng dạy discipline, nhưng mà cái này nó focus nhiều vô trong cái skill của military, của lính nhiều hơn. Thì vừa rồi cái show vừa trước đây em có mời hai chị đi đến nói về giống như hướng đạo, nhưng mà bây giờ mình nói về một cái thiếu này là sinh khác. quân. Dạ, thiếu sinh quân thì nó khác nhau. Thì mình cho quý vị biết thêm là cái lý do tại sao quý vị làm, anh có thể nói là giải thích là hai cái nó khác nhau như thế nào hay không? Tuy nhiên là hướng đạo là cái cách hướng dẫn cũng discipline và cũng có cái survival và những cái kỷ luật về cái skill, life skill. Còn bên thiếu sinh quân thì cũng như vậy, nhưng có thêm một cái nữa là cái năng khiếu, cái kỷ luật của nhà binh, của lính, thì đương nhiên là nó sẽ kỷ luật hơn, nó kỷ luật, rất là kỷ luật. Và cái thứ hai nữa là các em sẽ được học những cái kỹ năng mà ở ngoài có tiền cũng không có, không chỗ nào dạy, thí dụ giống như là hướng dẫn các anh mà bắn súng và đi training á, có dạy về leadership, có dạy về medical, và ngay cả có những người là chuyên viên huấn luyện cho lính SEAL, họ hướng dẫn cho các em. Vậy là cỡ bao nhiêu tuổi mình có thể tham gia? Bắt đầu vào 10 tuổi rưỡi, 10 tuổi rưỡi cho đến 17, 18 tuổi, khi các em học xong lớp 12 là các em xong, đi ra. Là cái này là cái nó là một cái program như after school program hay là những em đó phải đi thời gian vắng cha mẹ? Em hỏi rất hay, cái này là year round luôn. Mỗi một tháng tụi anh gặp nhau có 2 lần thôi. Vào một thứ bảy và chủ nhật của một tháng, thì mỗi mỗi đơn vị họ sẽ sắp xếp theo cái lịch trình của họ, thì một tháng có 2 ngày là thứ bảy và chủ nhật, thì sẽ đi liên tục như vậy từ sáng 7:30 8 giờ cho đến 3-4 giờ chiều, tùy theo cái mỗi đơn vị. Và mỗi 6 tháng, anh thích nhất cái này, mỗi 6 tháng có những cái training. Giống như mọi năm, nhiều khi giờ này anh không có đây, anh đang đi training với lại mấy em ở đâu 1-2 tuần. Thì hiện nay bây giờ có một số em đang đi ở ở mấy tiểu bang khác để huấn luyện. Wow, hay quá ha. Là hay cái lắm. Là những em có thể học bắn súng, oh, rồi học những cái mà, nhưng mà phụ huynh Việt Nam mình là sợ nhất là con em cầm súng, thì mình sợ cái đó là thành vũ khí. Nhưng mà khi mà mình dạy những em đó là cách bảo vệ và cách đúng, leadership, đúng. Thì đối với anh là như thế nào để mà cho phụ huynh biết thêm? Hai đứa con anh đều học bắn súng, mà khi cháu nó còn mới middle school, và có những em nó được chui vô trong chiếc xe tăng á, cái thang real luôn á. Tất cả lính của Mỹ trước khi họ đi ra chiến trường hoặc đi ra khỏi state hoặc đi đâu á, là họ đều phải có cái training bằng sử dụng súng thật, nhưng mà qua những cái digital. Để mình có thể và sử dụng súng thật, chỉ không đạn thật thôi, nhưng mà cái surround sound của họ hay lắm. Thì các em đó đã được vô Camp Pendleton và vô đó để ngồi vô chiếc xe tăng để trải nghiệm, và những khẩu súng mà phải nói là lớn, thật là lớn luôn. Là thấy cái nó hay cái là những em mà như là con gái có nên đi được không? Tại vì con gái rất là sợ, như là bản thân Chelsea. Ông bà có câu là nữ thập tam nam thập lục, con gái bằng tuổi thì vô đó làm làm boss của mấy em bằng tuổi. Và trở lại cái câu mà mấy em học, nếu mà quý vị có thể thấy là những vụ bắn súng hoặc cái này nọ, chưa có một vụ nào nói là những em đó từ Sea Cadet làm lạm dụng cái súng để làm đó, bởi vì các em được học bài bản và các em nhận thức được cái đó nó nguy hiểm như thế nào.
Thành ra cho đến giờ mình tìm hiểu, nghiên cứu thì chưa thấy một cái vụ án nào hoặc cái gì đó mà do Secretet mà dùng súng mà bắn bậy bạ, không, chưa bao giờ có. Nó là nỗi sợ của những người mẹ, là mình cứ Bởi sợ con mình cầm súng, rồi những em trai chơi đùa họ không biết là cái cách cầm đó họ bắn đúng. sai. Rồi khi mà mình tập như vậy đó, là có những em nào mà khó quá mà khóc giữa chừng hay không? Tại con nít vẫn là con nít mà. Có thường những em mà đã được bố mẹ mà nuông chiều ở ở nhà quen đó, thì vô đó thì các em không phải là các em sợ, nhưng mà các em cảm thấy là một cái môi trường lạ lẫm và cảm thấy là mình không được bằng như người ta. Thành ra các em cảm thấy là Tuổi thân. lạc lõng, là tuổi thân đó đó. Chúng ta nghiệp quá Nhưng mà các em sẽ tình này có những cái phương thức để giúp cho các anh tìm lại cái sự mạnh mẽ từ bản thân của các em. Dạ, cảm ơn anh cho. Là khi mà những em mà đã trải nghiệm qua những cái thử thách đó, rồi sau đó qua lên tới high school, rồi những em đó có đi thành thành đi gia nhập lính không không anh? Tỷ lệ mà các em vào lính rất là thấp. Thứ nhất là các em nó, nếu mà các em đi vào từ lúc còn nhỏ, là 11, 12 tuổi cho đến lúc 17, là 6, 7 năm, giống con anh đi 6 năm, thì nó hiểu được đời lính như thế nào. Nó chỉ hiểu được một phần thôi, nhưng mà nó biết được là đời lính là có những cái gian khổ, những cái này kia kia. Thì em nào mà nó không có phù hợp, nó sẽ không đi. Nhưng em nào mà nó cảm thấy nó phù hợp và nó đi, thì cấp bậc của các em có thể bước vào lính là được thăng lên 3 cấp. Tại Yes, vì đã có trình độ đó đã rồi. có cái trình độ, có khả năng, và ở trong lính giống như một cái trường đại học, họ biết được, giống em này đã học được 2 năm ở Community College rồi, bây giờ lên đó là thôi cho mày đi luôn. Hay quá, em cảm Yes. ơn. Vậy là quý phụ huynh nào mà sợ con em mình giống như là cái này là giống như mình khuyến khích đi lính, không phải là khuyến khích Không đi không, lính. đúng không. Nhưng mà cái này để mình nói cho quý vị biết á, là cho những em có thể tập cách mà mình nói là life skill, là những cách là leadership, là mình giống như mình có cái discipline, là giống như Discipline. là mình dạy cho những em này có cái nền nếp hơn. Đúng, với lại cái teamwork. Anh thích cái chương trình này, và anh đã giống như mang nợ cái chương Cái trình nghiệp này, đã hả? dạy cho con hai đứa con anh. Thành ra anh ở trong khoảng 10 năm á. Và là trong thời gian đó là anh thấy có những câu chuyện nào có thể chia sẻ cho Chelsea và quý vị khán giả hay không anh? Có một em rất là đặc biệt, và phải nói là em đó có một người mẹ rất là đặc biệt luôn. Em đã bị Autism. đúng rồi, em đó không không có được bình thường Tự lắm kỷ hả? khi tự kỷ, khi lớn lên, và qua cái sự cố gắng của người mẹ, và dẫn cháu vô, và một thời gian cháu nó thay đổi và cháu lên được đại học Vậy là đó. khi mà em đó bị trong cái trường hợp là bị tự kỷ như là nhẹ hay nặng, tại nó có nhiều cái giai đoạn khác Đúng nhau rồi, á. cái em này không nhẹ mà cũng không nặng Nhưng mà hiểu đó. chuyện. Lúc hiểu lúc không, nhưng mà khi mà ở đó đó, thì khi cái đó các em đó được thể hiện cái bản bản năng của em đó, hầu hết những người mà bị tự kỷ hoặc là bị chậm tiến đó, họ cảm thấy rất là khó chịu, bởi vì không cái sự coi thường của người khác với em. Nhưng mà ở trong này không có sự coi thường, và mọi em nó đều giống như nhau. Mỗi người làm một việc, ra vô đó em nó thể hiện được cái bản chất của em nó, và em nó học được cái sự tự tin. Chính sự cái tự tin đó nó giúp cho em nó vượt qua những cái thứ khác. Em cảm ơn anh. Em cũng đồng ý, vì em không trên hồi đó em khi mà em còn dùng Facebook, còn mạng xã hội, thì em thấy có một chàng trai là cỡ như là chắc cũng 16, 17, 18 tuổi, chưa đến đâu, thì cũng rất là mê tha thích đi lính, thì cũng là một người bị tự kỷ luôn. Nhưng mà khi mà họ lên như anh nói là cái lòng tin của họ, họ thấy là họ có cái gì đó họ có thể làm được, để không người ta không phải là nghĩ họ là người đặc biệt hơn hay là xa lạ quá với là những người bạn bè cùng tuổi. Đúng rồi, đúng Thì nó là một cái giúp cho họ có thêm tự tin. rồi. Tự tin. Cái mà anh thấy được ở trong đó là, thứ nhất là tạo cho các em sự tự tin. Cái thứ hai là cái tính đồng đội, làm việc với nhau, chung với nhau. Đúng đúng. Cái đó nó rất quan trọng, nhất là bây giờ nữa. Bây giờ hầu hết các em á là chỉ sống có một mình, ngồi chơi và làm computer ấy bên tinh có một mình. Nhưng mà khi đi ra ngoài làm chung với người khác á, các em cảm thấy không có hợp, không có làm được được.
Và trong hướng đạo thiếu nhi thể, gia đình Phật tử hoặc là CKDS sẽ giúp cho các em discipline, kinh tinh thần kỷ luật và tinh thần đồng đội. Cái thứ hai nữa là tinh thần tự tin. Cảm ơn anh. Dạ, thì trong khoảng thời gian đó quý vị phụ huynh đã nghe và đã hứng thú để mà muốn biết thêm về chi tiết và muốn có thể cho con mình gia nhập thì có thể làm như thế nào để mà mình bắt đầu? Nếu mà quý phụ huynh mà muốn ở các nơi nha, có trên toàn nước Mỹ ở đâu cũng có, chỉ hình như đảo Guam là không có thôi. Thì các nơi đều có, thì có những đơn vị xung quanh đó. Nếu quý vị mà có thể search lên Google gọi là Naval Sea Cadet hoặc là Sea Cadet thôi cũng được, sẽ kiếm ra được cái địa điểm. Hoặc nếu mà không biết được thì cứ liên lạc với John, thì John sẽ hướng dẫn cho. Khi mà các em vào đó, cái này là phụ huynh sẽ hỏi nhiều nè, là lệ phí. Thì cái lệ phí của các em cái năm đầu tiên vô đó thường nó rơi khoảng 200 mấy 300 gì đó, tùy theo địa phương. Nhưng mà cái tiền đó là gồm có luôn cả cái tiền cho các em mượn lifetime cho đến lúc em nghỉ luôn, là quần áo uniform. Và mỗi mỗi một năm chỉ đóng thêm có như có hơn 100 thôi. Mỗi năm hơn 100. Và các em khi các em nó vào đơn vị nó sinh hoạt là đã có bảo hiểm ở đó nữa. Tuy nhiên là không có đáng gì hết. Chỉ có cái là bố mẹ phải đáng cố gắng là hứa hẹn với lòng mình, commit, là hứa hẹn với mình là sẽ đưa con đến nơi đến chốn, đừng có bỏ con giữa đường thôi. Nhiều có một số bố mẹ đó thấy sáng sớm chở con đi rồi đưa con về có vẻ nó hơi cực, hoặc là bận rộn làm ăn rồi không có để cho con nó tiếp tục, thì cái đó uổng cho cháu thôi. Cảm ơn anh. Thì khi mà mình nói sinh hoạt là mình thường là mình sinh hoạt ở đâu? Vì mình nói là khắp nơi. Thì bây giờ mình đang ở quận Cam thì thường là mình sinh hoạt ở đâu? Nói ở trong quận Cam hoặc khu vực gần đây nhất thì có một cái ở El Toro. Cái đơn vị ở El Toro. Và một cái nữa ở Cerritos. Lúc trước nó ở Silbit Never Weapon trên đường ấy. Bây giờ thì giờ về Cerritos. Hai cái gần nhất ở đây. Là có những dụng cụ mà giống như ở lính luôn vậy ha anh? Có một số nơi có những dụng cụ trong lính như lính vậy. Và đồng thời lâu lâu tùy theo cái đơn vị họ sẽ mời những người chuyên gia và chuyên viên về giống như firefighter, lính cứu hỏa. Và ngay cả cả dạy các em về CPR. Nhiều lắm, nhiều thứ kể không hết đâu. Vậy chắc bây giờ mình, nếu quý vị đang nghe và hào hứng thì mình có gì mình có thể kể trong đó là mình có những sinh hoạt như thế nào không anh? Bây giờ anh chỉ nói một cái mà kinh nghiệm bản thân anh á, là con anh cái hồi nó học lớp 6, lớp 7, nó vừa lên lớp 7 middle school thì nó vừa đi training về. Nó học về medical thì ngay lúc đó có một em ở trường McGovern á, nó không hiểu lý do gì mà tay cho nó chảy máu nhiều quá, rồi con anh mới cô giáo cũng bị hoảng không biết làm gì hết. Con anh nó tới nó làm sơ cứu và nó giữ cái mạch máu lại cho máu nó không chảy ra nữa, và nó kêu mấy người kia chạy ra backpack của nó để lấy bandage ấy này nọ rồi đưa lên văn phòng. Ngay ngày hôm sau là con anh được announce ở trên trường luôn. Người ta mới hỏi nó thì đó, em thấy không, có những cái mà mình không có dạy con mình được, chỉ có những chỗ đó. Và ngoài ra có những em á, nó được huấn luyện để trở thành một người lãnh đạo. Thành ra ngay từ nhỏ đã thể hiện được cái bản chất lãnh đạo của nó rồi. Đó, anh thấy rất hay. Thế là học được cách bình tĩnh khi mọi chuyện mà xảy ra rồi. Đó thì mình biết mình nên làm gì, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Thì tới tuổi con nít, nhưng mà thực sự giống như mình nói, có những đứa trẻ nó trưởng thành hơn những đứa khác. Thì hay một cái là khi mà mình gia nhập một cái hội nào đó là mình học được cái cách mà như là anh nói là tự lập nè. Mình biết bản thân mình lo, mình giống như là mình hòa đồng với mọi người. Và biết lo cho người đúng, khác. Thì khi mà anh thấy bây giờ nói về bản thân anh và con anh nha, là trước khi và sau khi đã gia nhập trong bên hội thì anh thấy con anh đã trưởng thành như thế nào? Trước khi mà mấy cháu nó vào, nó đã trong thiếu nhi thể, tất nhiên là một trong những hội đoàn tốt về tôn giáo rồi.
Nhưng mà khi mà vào đây thì cái suy nghĩ của hai con nó đi vào cái đời sống thật nhiều hơn. Nó hiểu được là trong cái cuộc sống xã hội không phải chỉ có cầu nguyện mà anh phải nỗ lực, phải chiến đấu với người khác, phải cố gắng trong với bản thân của mình để vượt qua đó, phải làm đó. Đó là một trong những cái mà giống như con, không phải nói con anh không, nhưng mà những em mà anh biết mà nó đã trải qua ít nhất là 4, 5 năm đấy, nó rất là chững chạc và cái tư cách của nó đi ra ngoài nó cũng hơi khác. Là mình nhìn vô mình thấy người này trưởng thành hơn và hiểu chuyện hơn Hiểu ha. chuyện hơn. Cái câu hiểu chuyện anh Cảm thích ơn anh. đúng không? Thì em nghĩ là có những tình trạng như là mà ở đây là khi mà anh thấy nhiều người Việt Nam hay là Mỹ nhiều hơn hay đa số là cái này là tất cả mọi nước mà Tất cả mọi nơi thì cái đơn vị ở đây là ở Civic Geneva Weapon thì ở đó là người Việt Nam đông hơn. ha. Cái lúc anh vào thì người Việt Nam đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà hơn 10 năm về trước thì anh mới có cơ hội anh thấy được chương trình này. Khi vô thấy người Việt ít quá, anh mới hơi ngạc nhiên là tại sao mà không có người Việt ở đây. Anh không hiểu lý do tại sao. Có thể là do không có điều kiện phổ biến hay gì Đúng anh đúng biết đúng, đó. em nghĩ là vậy. Đó thì lúc đó Hào cũng may là anh làm việc với lại học khu Gango, đi tới đâu anh cũng phổ biến cái chương trình đó hết. Thành ra nó vô rất, hiện nay bây giờ anh nghĩ khoảng 80 80 85% là người Việt. Và cũng để nói cho các quý vị biết, với lại em mừng cho là ở đơn vị này là đơn vị anh nghĩ là đơn vị hiếm hoi trên nước Mỹ nha. Có được hai em được nhận vào Naval Academy. Naval Academy là một trong những trường mà về của quân đội mà chính quy mà khó hơn, muốn vào Berkeley không dễ, dễ hơn là vào Naval Academy, mà Việt Nam mình có hai người được nhận vào đó trong đơn vị của anh. Em cảm ơn anh. Wow, rất Cảm là ơn. hay ha. Thì bây giờ em hỏi thêm về vấn đề là góc khuất luôn. Là có những mình nói là cha mẹ đa số có những con ở đây ngày nay, con nít ngày nay nó đã họ trưởng thành hơn những đứa trẻ ngày xưa. Thì cái cách suy nghĩ của họ cũng rất là khác. Có nhiều bé họ nghịch hơn những bé khác. Thì phụ huynh hay có Việt Nam mình hay có cái là mình hay là mình nói nhưng mà một cái là mình hâm. Mình nói là ô con mà lì quá mẹ sẽ cho con đi lính. Hay là con mà lì quá mẹ sẽ cho con đi cải tạo. Chỗ gì đáng nguy hiểm Thì đúng không? đó thì họ sẽ nghĩ như vậy. Thì bây giờ phía quý phụ huynh đang xem sẽ ở nhà thì họ nghĩ là ô con của mình nghịch quá mình có cho họ đi vô đây để mà được huấn luyện hay không. Thì thực sự cái chương trình này không phải để mà cho những em mà không có nghe lời nhưng mà thực sự cho những tất cả mọi em nào mà mình thấy hợp, vì có những em đó họ đã nghịch rồi thì chưa chắc gì họ sẽ hợp với lại chương trình này. Thì anh nghĩ thì như thế nào? Anh rất là cảm ơn em cái câu hỏi này. Anh có một số phụ huynh hỏi anh là ok, cái chương trình của anh chẳng có thể giúp cho con tôi thương thương cha mẹ nhiều hơn hơn. Thì đây để trả lời chung cho quý vị, mình nuôi con, tôi có hai người con trai, thì tôi là kinh nghiệm bản thân, mình nuôi con cho đến lúc con nó bắt đầu trả lời trả vốn mình là lúc đó 12, 13 tuổi, nó lên bắt đầu lên middle school là bắt đầu nó trả lời trả vốn. Thì mình phải tốn với nó 12, 13 năm để nó có ngày hôm nay. Thì không có một chương trình nào có thể giúp cho con chúng ta trong vòng vài ba tháng hoặc một năm để trở thành một người mà như mình muốn được, cần phải có thời gian. Thì nhưng bắt đầu càng sớm thì càng tốt, và chương trình này là một trong những chương trình rất tốt cho các em, không những bây giờ mà cho đến cho gia đình của nó các em về sau nữa. Em cảm ơn anh. Thì đó quý vị có thêm cứ một chút nữa mình sẽ chạy những cái số điện thoại hay là số cái tên quý vị có thể xem xét thêm. Và như Chelsea cũng hỏi anh John luôn là quý vị cứ thấy con mình có khả năng, với lại ngày nay như Chelsea nói là như anh John cũng vừa nói là những bé ngày nay họ sẽ nhầm cầm iPhone, iPad là Đúng. trên mạng xã hội nhiều hơn. Thì cái này có một cách để cho mỗi tuần có một hai À, lần một ha. tháng 2 ngày Ồ, một tháng có 2 ngày thôi mà nhưng mà full những full time nha, từ sáng cho tới chiều á. Là những em có thể ra được thiên nhiên và học hỏi hơn những kinh nghiệm đó là kinh nghiệm sống luôn. Đúng rồi, kinh nghiệm sống nhé. Thì nó Các hay. em nó sẽ có nhiều cái trải nghiệm mà ở ngoài không có. Ở Một ngoài tháng 2 ngày không. mà Sáng từ 2 ngày, thứ từ bảy chủ nhật luôn. thứ bảy chủ nhật, từ 7:30 sáng 8 giờ cho đến 3-4 giờ chiều. Cũng đi Rồi học mỗi thôi. cũng thoải mái. Rồi mỗi mỗi 6 tháng thì sẽ, nếu muốn đi thôi, không có bắt buộc, ở đây chương trình không bắt buộc.
là muốn đi training á, thì sẽ training từ 5 cho đến 5-10 ngày. Wow. Nếu nếu mình muốn đi, và chương trình rất 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 là tốt cho các em. Và cái chương trình này hoàn toàn không có phải là chương trình để kêu gọi các em đi lính. Không, không, không có đó. Chắc em để hình anh với Uncle Sam. Thì quý vị biết cái hình mà mỗi lần mà có đi lính nó có hình một một người mình kêu là Uncle Sam thì khuyến khích đi lính. Nhưng chị mà như vừa rồi Chelsea có nói là chương trình này không phải khuyến khích tất cả mọi em để đi lính, nhưng mà là một cái chương trình để mà cho những em nào hay quý vị phụ huynh thấy là con mình nên có một cái kinh nghiệm sống. Kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sống và tạo cho các em một tinh thần kỷ luật, tự tin thì vào đó. Tại vì sau khi những em học xong, những em không có bắt buộc để mà đi lính. Là có nghĩa là từ độ tuổi như anh John vừa nói là 10 tuổi rưỡi cho đến 17, 18 tuổi. Cho đến lúc hết high school. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà con em nào mà muốn đi lính á, thì đã đi thẳng vô con đường là nhảy lên 2-3 lần ha. Lên 3, có em lên 3 level luôn. Tất nhiên là lương cao hơn và có khả năng tăng đi nhanh hơn. Và hay hơn. Tại các em mà nó đã đi lâu như vậy thực sự hay. Nếu hai anh em mà một em được trong chương trình đi sinh hoạt trong chương trình này hoặc là trong cái chương trình hướng đạo hoặc cái hai em nó sẽ khác nhau về suy nghĩ, về cái cách làm việc nó sẽ khác cảm nhau. Cảm ơn anh Trần. Để cho em xin hỏi lại cho em đi lại nếu quý vị nào đang hỏi suy nghĩ. Nếu như con em quý vị bây giờ cỡ từ 16, 17, 18 tuổi, cỡ chừng trong cái tuổi đó, họ đã biết họ sẽ đi lính, thì cái lúc này nếu mà cỡ 16 tuổi họ đi, bây giờ họ đi vô cho gia nhập chương trình, sau khi lê ra đó đi lính thì họ cũng nhảy lên được mấy cấp? Ít nhất cũng 1-2 cấp. Theo cái độ tùy cái năm, tùy theo cái sự phấn đấu của các em trong cái đơn vị trong thời gian em đang ở Secretet. Tại cái hồ sơ của em được apply vô trong history, cái resume của em. Nhưng mà đỡ hơn được cái gì có thể cho em cảm nhận được, mình nói là trải nghiệm được là em có thích đi lính hay không nữa. Chính xác. Em hay quá. Cảm ơn anh. Tại cái nơi đó là cái nơi để cho em trải nghiệm 20% của lính như thế nào. Và khi mà các em nó cảm nhận được là vô đó sẽ bị những cái hình thức kỷ luật và những cái hình thức mạnh bạo lời nói mà các em cảm thấy không thích thì các em sẽ không có đi. Cái này là một cái nhỏ nhỏ thôi, còn đi lính còn gì tới dữ hơn. Thì hồi nãy mình nói về training thì anh Giang có thể nói thêm cho quý vị hiểu là training như thế nào và quý vị nếu có con em họ có thể đi theo chung với con em đi training hay không, hay là họ phải chịu nhiều cha mẹ không muốn rời xa con mình đó. Thưa quý vị, chúng tôi là những người làm việc ở đó không có lương nha quý vị. Nhưng mà chúng tôi phải đi training nhiều và có cấp bậc giống như là của lính vậy đó, của lính hải quân. Cũng có cấp bậc, cũng có ấy này và phải đi training và mỗi một năm phải làm một cái test. Mỗi năm phải làm một cái test cho cá nhân mình để mà được gần gũi các em, nếu không pass cái đó là không có được tiếp tục. Đó. Và phải đi học cũng ấy nhiều lắm. Chứ không phải người ta nói volunteer muốn làm gì làm. Và khi mà đi training á, thì các phụ huynh không có thể đi theo được. Cho đến bây giờ khi các em sinh hoạt ở ngoài, quý vị có thể thấy các em nó giống như hướng đạo vậy, nhưng nó có một nguyên tắc rất là chặt là không khi nào các em được đi riêng một người nào đó không phải là cùng giới tính. Thí dụ giống như bây giờ anh mới một em nào đó nó muốn đi restroom ngay trước mặt mình thấy đi, nhưng mà anh không thể nào, anh làm mà male không thể đi chung với lại female đi ra đó. Dạ đúng rồi. Đó, cái đó là điều rất là cấm kỵ. Dạ. Đó, muốn đi là phải có người đi chung. Phụ nữ. Có một người phụ nữ đi chung. Thì khi mà đi huấn luyện cũng vậy, các em nó cũng tuân theo cái đó và những người đi theo đó hoàn toàn là không được trả lương. Những người đi theo huấn luyện các em không được trả lương. Làm vì cái này nè. Cái tâm. Anh chỉ người ta tưởng cái túi tiền. Anh tưởng túi tiền. Nhưng mà vui lắm em. Anh rất là cảm ơn xã hội Mỹ cho anh được cơ hội đóng góp.
Em rất là cảm ơn anh vì như quý vị cũng biết là vừa rồi mình nói thì đâu có ai biết là sau lưng là anh là những trong những người volunteers mà làm việc không có là mình nói là vì cái tâm chứ không phải là vì gì hết. Nhưng mà anh đã làm 10 năm. Để mà anh gia nhập vì anh thấy như lý do tại sao vì như anh nói là anh thấy cái program này nó rất là giúp đỡ cho cộng đồng chúng ta. Và còn những gì nữa không anh? Có em à, cái thứ nhất là nhiều nhiều người nói là không biết mỗi người sao họ nói tôi làm vì vì cái cuộc sống về sau về nhân quả này không có, nhưng mà tại thứ nhất anh làm vì anh thích, cái thứ hai nữa là trước mắt là hai người con anh ở trong đó, anh cảm ơn cái program đó, cảm ơn những người đi trước anh. Có một bà năm nay 70 mấy tuổi rồi mà hàng ngày hàng tuần họ vẫn đến đó để huấn luyện giúp cho các em. Bà một người Mỹ mà ở Burbank, họ về đây để họ giúp cho các em, không có miss tuần tháng nào hết. Đó chính vì những cái gương của người khác họ làm mà anh bắt chước, giống như những việc anh đang làm bây giờ, bởi vì hồi xưa anh thấy ba anh làm anh mới làm, chứ nếu mà anh không làm thì không. Đó nó là một cái xoay vần, nếu mình không làm ngày hôm nay thì ngày mai sẽ không có người làm nữa. Cảm ơn anh. Mà anh quý vị cũng biết là anh cho anh rất là bận rộn. Công việc của anh là con cái anh và là anh ta tham gia. Tuy là một nói mình nói là một tháng hai lần. Nhưng mà khi mình nói về những cái mình plan cho events, mình plan cho cái Tổ training chức, là thời gian nữa đâu. đúng không? Có nhiều người cũng hỏi là tại sao anh làm mấy chuyện này được, bởi vì anh không biết đi uống cà phê. Các bạn có thể đi uống cà phê làm chuyện này chuyện kia, nhưng mà cho là cho không biết đi uống cà phê, ai rủ uống cà phê không biết uống ở đâu đâu, thành ra dành thời gian nó cho các em. Dễ thương, cảm ơn anh Trang rất nhiều. Và cũng như là bây giờ chắc em cảm ơn anh và nói thêm chút xíu về bản thân của anh đi. Vừa rồi mình nói về chương trình rất nhiều. Và bản thân anh Trang bây giờ anh đã có hiện tại anh có những cái business gì có thể chia sẻ luôn nếu quý vị nào mà muốn ủng hộ cho anh. Khi sang Mỹ thì cái gốc của tôi là bên fashion design, về bên quần áo. Rồi sau đó tôi đi học, tôi làm graphic design và làm cái đó cho đến bây giờ. Thì hiện nay tôi company làm về in và làm những cái award, nói chung là cho mấy cái sự kiện. Có người hỏi tôi làm gì thì tôi nói là tôi in everything except money, in đủ thứ không có in tiền thôi. Quý vị là trong cộng đồng mình phải nói là vì sao Chelsea nó trong cộng đồng, vì nếu mà anh chị nào mà đi trong cộng đồng là em thường hay thấy mặt anh lắm, vì không phải là anh chị có là giống như giúp cho những chương trình khác, nhưng mà trong cộng đồng của chúng ta là hội đoàn này hội kia rồi em cũng vẫn thấy mặt của anh, thì một Thì người rất chỗ chỗ là nào vui mà có connect, thường thường quý vị mà thấy chỗ nào mà có anh á, thường là có liên quan đến mấy em giới trẻ, thường là sẽ có cái đó. Cảm ơn em. là vì là đam mê, vì là Đam mình mê nói là giúp thích giúp đỡ cho người học hỏi, học thích hỏi. học hỏi. Thì là đó là quý vị thì cũng biết là một người rất là bận rộn, nhưng mà sau này em thấy là nhưng mà anh làm đúng, vì không phải là vì mình cần cái nhân quả để được lại để sau này những gì mình làm ra, nhưng mà vì cái thế hệ sau này cho con những cháu con em ngày nay, và vì mình muốn cái cộng đồng mình nó càng ngày càng Đúng lớn. rồi em. Mà cái kính thưa quý vị, đây cũng để tâm sự, cảm ơn em hỏi. Cái mà mình trăn trở nhất á, là khi mình đi ra tiếp xúc với người bản xứ, người nước ngoài, những người làm việc với mình bây giờ 90% là Mỹ. Với anh thì anh vẫn cảm thấy là cộng đồng của mình có nhiều người rất giỏi, và nhiều cái giỏi lắm, nhưng có cái dở là mình thiếu đoàn kết và thiếu cái sự gắn bó với nhau. Và anh không muốn đời con anh nó sẽ giống như anh bây giờ. Đúng. Thành ra bằng mọi cách mình phải làm gương cho nó là mình phải đóng góp cho cái xã hội này một cái gì đó để sau này nó thấy được nó sẽ làm giống như mình. Em cảm ơn anh rất nhiều vì chương trình góc khuất mà mình có gì mình tâm sự sự thật, và cũng là như là chương trình của bên anh có thể giúp cho những em đoàn kết với nhau hơn. Khi mà những em thấy những em khác bị thương hay là những em khác có tình trạng như bị ông thầy nạt đi, thì Đúng những rồi. em đó hay làm có giúp lẫn nhau hay không anh? Có em. Bao che lẫn nhau. Có. Các em nó được quyền nói. Đó, được Được quyền nói em. Được quyền nói. Ngay ngay lúc khi mà đang training nhá, thì trong quân đội nó có một cái là, nhất là trong một cái tuần huấn luyện đó, là anh có sai đi nữa anh cũng không được cãi. Thí dụ nói cái ly plastic, nhưng mà nói không, cái ly này là ly giấy, thì lúc đó cũng ráng mà
chịu vậy thôi. Yeah. Nhưng mà cái đó là nó ở Việt Nam gọi là tuần huấn nhục cái gì đó. Tuy nhiên là để làm cho anh có thể chấp nhận được cái hoàn cảnh không bình thường, không hợp lý. Nhưng mà không phải anh thấy thấy sai mà anh không, thì anh sẽ phải hiểu được trong cuộc đời có những cái là nó rất là unfair. Nhưng mà sau đó thì các em nó sẽ có cái cơ hội để nó giải thích tại sao vậy vậy vậy. Là các em nó cool. Vừa rồi Chelsea cũng như nói cho quý vị biết luôn là và ở đâu cũng vậy đó, nhưng mà tiếng nói rất là quan trọng. Và khi mà những em này học những cái mà cách giống như mình nói là mới đầu mình còn học cách nhịn, mình nhịn trước, rồi sau đó mình suy nghĩ rồi mình mới phát ngôn lên. Đúng rồi. Thì nó hay hơn là khi mình bực tức mình nói liền. Đúng, đúng. Lại trong quân đội hoặc là trong một cái company lớn đó, đôi khi cái người lãnh đạo họ đưa ra một cái quyết định hoặc một lời nói không đúng, nhưng mà không phải lúc nào mình cũng có thể phản ứng ngay lúc đó được. Nếu phản ứng ngay lúc đó có thể nó sẽ đưa đến một hậu quả không tốt. Nhưng mà các em nó sẽ tạo cho các em biết cool down, biết nhịn. Chứ không phải biết chấp nhận. Không, chấp nhận. Cảm ơn anh. Em đang suy nghĩ là người lớn như mình đôi khi mình có cần phải đi học những lớp này hay không anh? Anh nghĩ cần. Cá nhân anh á, anh học rất là nhiều. Từ các em. Và từ hai nữa là khi đường mình đi training để mình giúp cho các em như vậy á, chính là training chính mình. Tại mình phải như vậy thì mình mới đến với các em được. Tại em thấy giống như nhiều khi mình, tuy là mình người lớn đúng mà, nhưng đôi khi mình tức giận quá, mình hay phản ứng liền khi mà người ta nói mình vài câu hay gì, mình phản ứng liền thì đó là mình mất khôn. Nhưng mà những em mình được cái lợi cái là họ học được cái trong những cái lớp này. Vì đi học ở nhà trường chưa chắc khi học hiểu không, được cái cách sống gì đó. Nhanh nhất là ở bây giờ kể cả Việt Nam hoặc là nhiều nơi giờ nó khác nhiều quá. Khác nhiều lắm. Thì anh phải nói là anh cảm ơn cái đất nước Mỹ này cho anh cái cơ hội để anh đóng góp những trong 10 năm đó với lại các em, cho đến giờ anh vẫn nhớ. Rồi những học sinh sau này họ anh thấy là cái cách mà khi mà họ học xong rồi đó, với là những em mà trong cùng lứa tuổi nhưng mà không có những cái kinh nghiệm họ sống như vậy đó, thì anh thấy là những em này thành công ở nơi nào? Cái đó cũng không có thể thể hiện so sánh một chắc chắn, nhưng mà anh chỉ nói giữa cái những đứa người con của anh hoặc là những em mà anh biết, thì hầu như bố mẹ nào cả trăm phụ huynh đã qua cái chương trình này và bây giờ gặp lại anh để nói chuyện, hầu như phụ huynh nào họ cũng rất là happy với lại cái chương trình này. Cái đó là anh có thể nói như vậy. Tại sao họ happy? Tại sao họ happy? Bởi vì con họ đã được học hỏi những cái gì đó tốt đẹp mà đem đến đời sống tốt cho con họ. Còn chứng minh cụ thể thì anh chỉ có nói một điều là các em nó cái tính kỷ luật đó, nó giúp cho các em nhiều lắm. Và cái sự tự tin. Anh hồi nhỏ anh là một đứa trẻ nói cả lâm, cho đến giờ có nhiều nhiều từ bây giờ anh nói không có rõ, tại ra có nhiều người nói tại sao anh nói khó nghe hoặc là anh có một cái khuyết điểm. Và anh cứ tự ti ngay từ nhỏ và không có tự tin. Đó. Và anh không có, người ta nói mình thiếu cái gì thì mình sẽ muốn cái đó, đúng không? Thành ra khi anh thiếu những cái đó và anh không có muốn những đứa trẻ khác, con anh hoặc những đứa khác bị giống như anh. Tại hồi đó có ai dạy mình đâu. Đó. Bây giờ thì anh không muốn cho mấy cháu nó như vậy nữa. Em cảm ơn anh rất nhiều luôn. Thì em cũng thấy đó là những đứa trẻ đó, tuy là họ, mình không nói là tương lai sao là do mình là một cái là an bài, do là một đứa trẻ đó có muốn học hiểu, muốn tiến bộ lên hay không. Nhưng mà khi mà đi trong chương trình này, họ có một cái là họ đã trải nghiệm qua những cái gì mà nó là có thể giúp cho họ trưởng thành hơn, là giúp cho họ hiểu chuyện hơn như mình vừa nói. Và em muốn hỏi anh John, đây là đây có mình có những lớp mình thử nghiệm hay không, mà quý vị nào đang xem xét mà nói bây giờ họ không có muốn commit, chưa chắc thì họ có thời gian hết, nhưng mà họ muốn thử xem là con em của họ có khả năng để mà học một hai lớp hay không. Thực sự ra cái này là chương trình nó huấn luyện kéo dài, thành ra nếu mà các bạn mà muốn cho con mình trải nghiệm mà cái này nọ đó
thì cứ liên lạc với cho sẽ gửi một số video thực tế cho thấy các em nó cảm nhận thấy nó tốt thích nó hay không, hoặc là đến cái đơn vị mà họ đang sinh hoạt gần chỗ mình á, mình đến coi cái người leader ở đó, cái người boss ở đó họ có thích hợp với mình hay không. Tại có người mà có những người thì mình thích người này người không đó, nhưng mà nên cho con nó trải nghiệm. Có một điều mình nói với lại con mình á, là khi con nó còn ở trong bàn tay của mình, cứ cho nó chạy đi. Nếu nó có thử thách, nó có vấp ngã, nó té hay gì cũng còn trong tay của mình. Đừng có đợi đến lúc mà mình không làm gì được cho nó, lúc nó té nó không đứng lại được. Tâm lý rất là nặng lúc đó luôn. Thành ra đối với con anh á, anh rất là cảm ơn con anh. Con nó có nói điều này: cảm ơn bố, những gì khó khăn bố dành cho tụi con á, giờ con mới biết là tại sao nó vậy. Cảm ơn anh. Anh rất là cảm động cái đó, khi mà con anh nó nói được cái câu đó. Thực sự khi mà mình có những em họ không hiểu được tại sao cha mẹ cho họ đi những cái lớp học, họ nhiều khi có thể họ thấy khó khăn quá cho họ, rồi có nhiều bé lại thích, thì tùy theo những em thôi, nhưng mà đúng rồi, sau khi họ học xong họ sẽ hiểu tình cảm của cha mẹ dành cho họ. Đúng rồi. Yeah. Và anh có một cái là đây mình nói đi miên man chút xíu, anh không bao giờ bắt con anh phải giống anh hết, bởi vì ngay từ nhỏ anh đã bị như vậy, là khi lớn lên anh không bắt con anh giống như anh, nhưng mà anh luôn tìm những cái cửa mở ra để cho con nó bước vô, nó nhìn thử coi cái đó nó có phù hợp hay không. Và chính những cái đó nó giúp cho con anh nhiều lắm, và giúp cho, và anh luôn luôn mỗi lần anh có một cái workshop gì, anh luôn luôn nói bạn anh, rủ thêm bạn tới. Tại nó phải có người đồng hành với nó. Cũng hay quá ha. Em cảm ơn anh, vì mình không còn đủ thời gian nữa. Thì mình còn khoảng thời gian khoảng 2-3 phút. Thì trước khi chia tay chương trình thì em muốn mời anh John có những lời nhắn hay những gì đó có thể chia sẻ cho quý vị khán giả. Thực sự anh cũng không có gì để mà anh chỉ muốn nói với lại quý vị là cái thời gian nó đi qua rất rất là mau. Khi mà con mình nó lớn, mình nhìn lại thì mình nói rất nhiều phụ huynh nói: ồ, biết vậy cái hồi đó tôi cho tham gia vào gia đình Phật tử thiếu nhi thể hoặc là hướng đạo, nhưng mà nó hơi trễ. Thành ra nếu mà quý vị thấy muốn giúp cho con mình thêm, nên nhất là bây giờ nữa, nên gửi con mình vào những chương trình sinh hoạt lành mạnh của tôn giáo hoặc là những sinh hoạt của hướng đạo ấy này nọ. Đó là điều chân thành mà John muốn gửi đến quý vị. Đừng để đợi đến ngày mai nó không có chờ đâu. Cảm ơn quý vị. Thật sự như anh nói đúng là đúng, vì quý vị nào cũng xem chương trình cũng biết rồi. Ngày nay giới trẻ ngày nay lại mình nói là họ trưởng thành hơn mình ngày xưa, nhưng cái cách của họ suy nghĩ cũng khá khác nhiều. Nhưng mà khi mình cho họ trải nghiệm cuộc sống thực tế ra, chứ không phải là chỉ ngồi mạng xã hội hay là ngồi iPad không, thì họ sẽ thấy sự khác biệt và cái cách sống như mình lãnh đạo. Thì còn như Chelsea thấy là em rất cảm ơn anh đã đến với chương trình. Và bây giờ mình còn khoảng thời gian chút xíu để mà em mời anh gửi lời để chia tay đến quý vị khán giả, và cũng như là một chút xíu mình sẽ có những cái email hay những cái số contact của anh để quý vị có thể trực tiếp và contact anh. Thực sự hôm nay rất là vui để được tiếp xúc với lại Chelsea, một người phụ nữ mà anh biết nhiều hơn là biết qua TV, qua ấy này không, nhưng mà anh thấy em có một cái đời sống rất là sâu. Anh cảm ơn buổi nói chuyện ngày hôm nay được có cơ hội để chia sẻ với lại quý vị. Và một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi hai anh em tụi này nói chuyện như vậy. Và nếu mà tất cả những gì quý vị có thắc mắc trên ở các nơi ở nước Mỹ, có thắc mắc về chương trình Naval Sea Cadet, thì có thể liên lạc với John biết gì sẽ chia sẻ cái đó. Em cảm ơn anh rất nhiều. Và cũng là rất cảm ơn quý vị theo dõi chương trình Góc Khuất cùng hôm nay cùng Chelsea và anh John. Và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại anh John luôn. Cảm ơn. Chào quý vị.